Trên địa bàn xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hiện còn tồn tại 7 kho thuốc bảo vệ thực vật của nông trường 19 tháng 5 cũ chôn vùi dưới lòng đất mà nay rất nhiều nhà dân đang sinh sống trên những kho thuốc ấy. Điều đáng buồn là trong mấy năm gần đây, xã có đến 30 trường hợp trong xã tử vong do bệnh ung thư. Và điều này làm cho người dân nơi đây ngày càng lo sợ. Ghi nhận sau của phóng viên VTC14. Đây là một trong những kho thuốc bảo vệ thực vật chứa các loại thuốc trừ sâu 666 DDT mà nông trường 19 tháng 5 trước đây còn bị vùi lấp dưới lòng đất đã đồng kết trong khu vườn của gia đình anh Hồ Kim Cương ở xóm Phú Nguyên đã gần 60 năm qua. Dù chưa được xử lý, người dân nơi đây vẫn phải sống chung với kho thuốc này. Mùi hôi thối của thuốc trừ sâu và nữa vô là những kiểu bừa đồng trời. Hơi gió mưa cứ bốc môi vẫn cứ nói nữa. Mình lo cho tương lai cái lớp các con các cháu đấy này là tối ở ngoài chỗ xóm mới đó có một trường hợp là mẹ mất rồi mà một cháu thì mới được có 5 tuổi, một đứa con 5 tuổi nhá. Mà dư lại bộ đi làm bên Lào dư về cũng bị ung thư tiếp, ung thư hạch cái này là dí căn rồi, là thấy rất là tội nghiệp mà lo đêm nằm ngủ cái nâm nớp lo sợ lắm. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn xã đã có 30 người tử vong do căn bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư vòng họng, phổi, gan và não. Phần lớn họ đều chết trẻ. Đau đớn nhất trong một gia đình có 3 anh em đều chết vì ung thư gan. Số bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư lên đến hàng chục người. Họ cắt 3 chỗ tế bào trong dạ dày, họ đi xét nghiệm thì họ nói là bị ung thư dạ dày. Thì rồi gia đình cũng nói là điều kiện cũng chưa được tin tưởng lắm thì nói là đừng ngon nghiêng. Nên nói thì cũng xin chuyển tuyển đi ra Hà Nội kiểm tra lại cho chắc chắn. Ra Hà Nội thì họ cũng nói là vì cá dạ dày nặng. Địa phương thì cũng đã kiến nghị rất là nhiều lần để mà các cơ quan chức năng nhà nước cấp trên có cái giải pháp để mà khắc phục làm cho toàn bộ cái ô nhiễm này không còn để cho người dân, nhưng mà đoàn của sở về cũng 2-3 lần rồi. Đến giờ phút này thì cũng chưa có giải pháp, cũng chưa có cái hỗ trợ về kinh phí để đầu tư. Dù chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh tàn dư của kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác cho người dân. Nhưng với những kho thuốc còn tồn tại dưới lòng đất và kiểm định nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm thuốc trừ sâu, thực sự làm người dân hoang mang.